Phật vấn đáp Trả lời đồng tu tham học Hồng Kông Tập 6 Tình không Lão Hòa Thượng trả lời Giảng ngày 2 tháng 2 năm 2007 Tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin chào mọi người Hôm nay có 70 câu hỏi Vấn đề rất nhiều Chúng ta vẫn phải theo thứ tự Trước tiên là câu hỏi của Đồng Tu Hồng Kông Có 5 câu hỏi Câu hỏi thứ nhất Đệ tử thích trang điểm Rất chú trọng đến việc phối hợp quần áo đây có phải là tâm tham hay không Còn phải nên làm thế nào mới tốt Vấn đề là Ở chỗ bạn có tâm tham hay không Nếu không có tâm tham thì rất tốt Thế thì giống như Bồ Tát Bạn xem Bồ Tát Trang điểm cũng rất xinh đẹp Nhưng các ngài không có tâm tham Vì sao Bồ Tát phải trang điểm đẹp như vậy Là vì để tiếp dẫn chúng sanh là phương tiện tiếp dẫn chúng sanh Bạn xem trên kinh Phật nói với chúng ta Bồ Tát muốn thành Phật Trước khi thành Phật Thì phải dùng thời gian 100 kiếp Để tu tướng hảo Tu 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp 32 tướng là quả báo Quả thì ắt có nhân Thí dụ như trên kinh nói với chúng ta Tướng lưỡi rộng dài của Phật đầu lưỡi của chúng ta thè ra không liếm đến mũi đầu lưỡi của phật thè ra thì có thể trùm được cả mặt cái tướng hảo này là do tu cái gì mà thành đời đời kiếp kiếp không vọng ngữ phật nói với chúng ta ba đời không vọng ngữ thì đầu lưỡi của bạn có thể liếm được đến mũi là ba đời nếu ba đời của bạn có vọng ngữ thì tướng này sẽ không có Cho nên dùng thời gian 100 kiếp để tu tướng hảo Vì sao vậy? Con người thích tướng hảo Nhìn thấy hảo tướng thì họ sẽ đi theo các ngài Cho nên Phật dùng tướng hảo để tiếp nhận chúng sanh Tướng hảo không khác nhiều với trang điểm đúng hay không Cho nên phải hiểu đạo lý này Không phải là vì chính mình Mà là vì tiếp dẫn chúng sanh Vì để cho hết thảy chúng sanh thấy được Thì sanh tâm quan hỷ Chính vì điều này đây là phương tiện độ chúng sanh Sau khi bạn hiểu đạo lý này rồi Thì đây là bạn tiếp dẫn chúng sanh Do đó Đệ tử Phật chúng ta nhất định phải chú trọng Đến hoài nghi Nếu như học Phật mà học thành lưỡng thượng Người ta vừa nhìn thấy đều không quan hỷ gì Thì không thể học Phật Bạn xem học Phật rồi đều giống như vậy Người ta đều sợ rồi Sợ đến như vậy Đó là sai rồi cho nên có rất nhiều người tu khổ hạnh Phật đều không tán thành Ở trên kinh Phật nói Không tu khổ hạnh vô ích Sự khổ hạnh đó không có lợi ích Hết thấy đều là suy nghĩ gì lợi ích chúng sanh Thì đây là chính xác Câu hỏi thứ hai Trong cảm ứng thiên Nói không được vô cớ cắt xén Vải vóc Thế nhưng đệ tử ở trong 10 năm nay Vẫn huấn luyện một thợ may nhỏ Sống ở Trung Quốc đại lục Chuyên môn may quần áo cho đệ tử Và bạn bè của đệ tử Nếu như không làm như vậy Thì thu nhập của thợ may nhỏ này Cũng sẽ bị giảm xuống Có thể ảnh hưởng đến sinh kế của họ Phải nên làm sao cho tốt Phạm vi của các xén rất lớn không nhất định là chuyên nói về quần áo ngay cả các tỉa qua cỏ cây cối đều là ở trong các xén cho nên phạm vi này rất lớn không nên vô cớ vô cớ là nói quá dư thừa không phải thứ thật cần thiết ví dụ như trong xã hội hiện nay lúc giao tiếp ở trong xã hội thượng lưu đều phải mặc lễ phục đó chính là điều tất yếu đồng thời thí dụ như lễ phục hiện nay tôi cũng không rõ lắm đại khái là những thứ theo trào lưu dường như một hai năm sau thì không phổ biến nữa bạn cũng phải làm lại nếu như chân thật Hiểu được Phật Pháp Hiểu rõ đạo lý này Chính mình có loại năng lực này Thì lễ phục của chúng ta đã làm Chỉ dùng được một lần rồi Thì có thể tặng cho người khác Bởi vì rất nhiều người có nhu cầu Họ không nhất định phải lãng phí Đây đều là thuộc về bố thí Khi mình cần dùng Thì có thể tự mình may lại Nếu như năng lực kinh tế kém một chút Lễ phục này của ta có thể giữ lại Có thể sử dụng được rất lâu Đây đều là từ trên hoàn cảnh của mình Năng lực kinh tế của mình mà Xem xét Cho nên Phật Pháp là viên dung Không phải là chấp trước Ở ngôn từ Phật dạy chúng ta Không nên chấp trước lời nói Không nên chấp trước danh tự Không nên chấp trước tâm duyên Nhất định phải hiểu ý của Ngài Hiện nay gọi là khéo học, khéo dụng Ở trong Phật Pháp có thể được Pháp hỷ Pháp hỷ sung mãn Hiện nay quần áo cũng vô cùng quan trọng Chúng ta xem thấy rất nhiều lãnh đạo của chúng ta ở nước ngoài Đều mặc đồ Tây Tôi xem thấy rất là không thoải mái Vì sao vậy? Đồ Tây rất khó chịu Rất nhỏ Tối chặt cả thân đầu coi như trang phục truyền thống xưa với chúng ta thật là thoải mái, cho nên tôi khuyến khích trang phục truyền thống, mọi người đều mặc trang phục truyền thống. Lần đầu khi tôi đến Paris dự hội nghị, tôi cũng mặc trang phục truyền thống. Cái này phải đề sướng. Chúng ta chú trọng nhất là sự thoải mái, lấy cái này làm đệ nhất. Những thứ đẹp đẽ khác làm thứ yếu. Thoải mái là ưu tiên số một. Mặc vào không thoải mái Bó buộc tù túng Thì cái này chắc chắn có hại đối với cơ thể rồi Câu hỏi thứ ba Đệ tử có thù hận với mẹ và cha dượng Không thể buông xuống được Họ hại cả đời này của con Hại chết con cái của con Xin sư phụ giới thiệu cho con một pháp môn Hoặc một bộ kinh Giúp con có thể buông xuống thù hận này tụng kinh vô lượng thọ là được tụng kinh vô lượng thọ tụng kinh thập thiện nghiệp hoặc là kinh địa tạng đều tốt phải tụng trong thời gian dài hơn nữa phải nghe nhiều mấy bộ kinh này đều có kèm theo đĩa giảng phải nghe nhiều không được ghi nhớ oán hận phải biết người ta đối đãi với chúng ta không tốt hoặc là sỉ nhục hoặc là làm tổn hại chúng ta là người chân thật hiểu rõ mà gặp phải việc này trong tâm tuyệt đối không có oán hận biết là họ do một niệm bất giác đành cười trừ cho qua là do một niệm bất giác vì sao vậy hết thảy chúng sanh vốn dĩ là phật họ vốn dĩ là phật vì sao lại làm ra sự việc này Là do ý niệm bất giác Nếu họ một niệm giác ngộ rồi Thì sẽ không làm việc bất thiện Sẽ không có ý niệm bất thiện Phạm là có ý niệm bất thiện Làm việc bất thiện Đều là do một niệm bất giác Một niệm mê hoặc Nhưng sự bất giác mê hoặc đó Tạo nghiệp rồi sẽ có quả báo Cho nên sau khi bạn thấy rõ ràng rồi Thì sẽ không tính toán với họ nữa câu hỏi thứ tư xin hỏi ăn đồ ăn trái cây đã cúng cho phật bồ tát thì có thể giúp thân thể mãi mãi khỏe mạnh tướng mạo mãi mãi đoan chánh mọi việc thường được phù hộ như ý hay không ạ à? cái này mà dễ như vậy thì khi phật độ chúng sanh đều để cho họ cúng một chút đồ ăn mọi người ăn vào tất cả đều có được thành tựu vậy thì hà tất phải dùng thời gian một trăm kiếp để tu tướng hảo làm gì Bạn liền hiểu được Điều này Chẳng liên quan gì Đến sức khỏe Đến tướng mạo đoan chánh Đến mọi sự dư ý Hoàn toàn không liên quan Phải hiểu được điều này Nếu học Phật như vậy Thì đã mê tín rồi Bạn muốn thân thể khỏe mạnh Phật nói rồi Phải tu bố thí vô ý Muốn tướng mạo đoan chánh Thì niệm niệm của bạn là thiện tâm Vì sao vậy? Tướng tùy tâm chuyển Tâm thiện thì tướng mạo sẽ thiện Tâm tốt thì tướng mạo sẽ tốt Tướng tùy tâm chuyển Thể chất cũng tùy tâm chuyển Chính là cơ thể bạn mạnh khỏe Cũng theo ý niệm mà chuyển chiều nay tiến sĩ Chung nói với tôi một sự việc ông nói có một người bạn tuổi tác kém hơn ông một chút đang sống ở sáng đậu đã bị bệnh rồi ông nghe tôi giảng kinh không ít năm vô cùng tin tưởng Phật Bồ Tát ông bị bệnh ung thư là bị khối u ác tính khói u này bao lớn lớn cỡ như quả trứng gà vậy phát hiện rất lâu rồi nhưng ông không đi khám bác sĩ ông ở nhà niệm phật ông đã nghĩ là bệnh này cũng là oán thân trái chủ đối với oán thân trái chủ không được khai đau không được dùng dao kéo để giết họ hy vọng là dùng phật pháp để hóa giải đến sau cùng khi rất nghiêm trọng không có cách gì thì ông bị bất tỉnh người nhà đưa ông đến bệnh viện bệnh viện cũng kiểm tra thấy nó lớn như vậy bác sĩ đều rất kinh ngạc lớn đến như vậy con người không thể nào sống được đáng lẽ ông đã chết từ lâu rồi nhưng ông vẫn kiên trì vẫn cố kéo dài kéo dài thêm được mấy ngày ông đã nói với oán thân trái chủ ông nói nếu như các bạn thực sự muốn mạng của tôi thì tôi chết là xong nếu như hai bên chúng ta có thể hóa giải thì bạn hãy nhanh chóng để cho tôi hồi phục lại đại khái hoàng gia trái chủ cũng đã đồng ý cho nên sự đau khổ của ông đã giảm nhẹ đi ông vẫn kiên trì không muốn phẫu thuật nên đã về nhà về nhà dưỡng được một hai tuần dường như tình hình sức khỏe thân thể càng ngày càng tốt khi đi tái khám thì không còn nữa bác sĩ thấy rất kỳ lạ họ nói tôi không thể nào sai sót được đem ảnh chụp trước đây ra xem khối u đang lớn như vậy mà lần này chụp không còn nữa đây là thí dụ rất hay chính là dùng ý niệm thiện niệm của chính mình để hóa giải oán thân trái chủ tôi đã nói với ông ấy tôi nói ông phải viết ra kể là sự việc này để cung cấp cho mọi người làm tham khảo, cho mọi người sanh khởi tính tâm. Khi xưa, chúng tôi ở nơi này giới thiệu cho các vị Sơn Tây Tiểu Diện, có 40 người. Đại đa số đều là tình trạng này. Bác sĩ đã trả về, nói với họ thọ mạng nhiều lắm, chỉ 3 tháng. Không qua nổi 3 tháng, họ cũng buông bỏ việc trị liệu, về nhà tụng kinh địa tạng, niệm Phật niệm suốt ba tháng thì không việc gì nữa càng niệm càng tốt bốn năm tháng sau đi kiểm tra thì không còn nữa đều cảm thấy là kỳ tích đây không phải là kỳ tích mà là tính tâm tính tâm quan trọng hơn bất cứ điều gì nếu bạn tin tưởng bạn vốn dĩ là phật thì một đời này của bạn nhất định sẽ đi làm phật bạn không tin thì không có cách gì cho nên pháp thế gian hay xuất thế gian đều do tâm hiện Kinh Hoa Nghiêm nói Tâm hiện thức biến Dạng Pháp duy tâm Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Cho nên cảnh tùy tâm chuyển Thân thể của chúng ta là cảnh giới Là tùy tâm chuyển Tâm của bạn khỏe mạnh Thì thân thể của bạn nhất định khỏe mạnh Thân thể của bạn có bệnh Thì trong tâm nhất định đã xuất hiện vấn đề Vì sao vậy? Trong tâm có tam độc Có tham sân si mạng cái này sẽ gây ra bệnh nếu tham sân si mạng trong tâm đoạn rồi vọng tưởng phân biệt chấp trước giảm nhẹ rồi thì đâu có đạo lý không khỏe mạnh chứ phải hiểu đạo lý này thì mới được đây là điều phật dạy chúng ta cho nên không được mê tín thức ăn cúng dường cho phật bồ tát phải đơn giản phải sạch sẽ trên sự thật thì phật bồ tát không ăn chúng nữa Lẽ nào các ngài ăn đồ của chúng ta Đây là biểu thị một chút tâm cung kính Cúng dường của chính chúng ta đối với các ngài Cúng dường là ý nghĩa này Không phải các ngài thật sự muốn dùng Câu hỏi thứ năm Đệ tử ở đạo tràng làm nghĩa công Nhìn thấy người phụ trách đạo tràng Thường đem những đồ đã cúng Phật Bồ Tát Chỉ phát cho những nghĩa công mà họ thích Khiến cho những nghĩa công khác Gồm cả bản thân con đều cảm thấy rất khó chịu xin lão pháp sư khai thị điều này tôi đã chuyển lời thay cho bạn hy vọng tương lai họ phân phối bình đẳng cho mọi người không có tâm phân biệt thì mới được tiếp theo là câu hỏi của đồng tu nước anh có bốn vấn đề câu hỏi thứ nhất đệ tử cảm thấy kết hôn sanh con sẽ chướng ngại tu hành nhưng người nhà phản đối quyết liệt cách suy nghĩ này xin hỏi nếu đệ tử kiên trì độc thân tu hành cho tốt thì liệu có trái với lệnh của cha mẹ thuộc về hành vi bất hiếu hay không sự việc này rất khó nói từ xưa đến nay thanh quan khó đoạn việc nhà điều này phải xem hoàn cảnh trong nhà bạn hoàn cảnh gia đình nếu nhiều anh em thì không vấn đề gì nếu bạn là con một thì việc này rất khó rồi Rất khó nói Con một thì phải làm thế nào Tốt nhất là sau khi kết hôn sanh con xong Bạn hẳn xuất gia tu hành Đây là cách hay Nói chung đã có thế hệ sau ở trong nhà rồi Thì việc này dễ ăn nói hơn Nếu không thì người thế gian nói chung nhìn thấy rất nặng nề nếu bạn có anh em anh em của bạn có con cái vậy thì có thể nói được thông bạn chuyên tâm tu đạo dần dần người nhà đều có thể hiểu rõ đều sẽ thay đổi quan niệm sẽ ủng hộ bạn tán thành bạn thôi khi họ không hiểu rõ thì nhất định phải nhẫn nại phải có trí huệ dùng phương tiện thiện xảo để dẫn dụ biết được điều quan trọng nhất là hiểu rõ chân tướng của con người ở trong thế gian con người ở thế gian trở thành người một nhà như phật đã nói đều là duyên phận trong đời trước báo ân báo oán đòi nợ trả nợ nếu rõ ràng rồi thì tâm của bạn liền bình lặng sẽ không có chấp trước đều là loại quan hệ này dân tộc chúng ta xem trọng thế hệ sau đặc biệt là nhà nho nói ba tội bất hiếu không con nói giỏi là lớn nhất đã xem sự việc này rất nặng nề nhưng câu nói này tôi có cách giải thích mới giải thích của tôi không giống như người xưa Tôi nói tội không con nói giỏi là lớn nhất Không phải là bảo con cháu của bạn phải thật nhiều Đây là một việc lớn quan trọng nhất Không phải vậy Trong số con cháu của bạn có truyền nhân không? Gia đình Bạn xem có gia đạo Có gia nghiệp Có người kế thừa hay không? Mà con cháu nhiều đi nữa Không có người kế thừa Thì không thể gọi là Vô hậu vi đại quan trọng nhất chính là người kế thừa kế thừa đạo của ta kế thừa gia nghiệp không nhất định là con cái của chính mình người thân bạn bè của bạn đều có thể thí dụ như hiện nay bạn kinh doanh công ty người kế thừa công ty không nhất định là con cháu của mình bồi dưỡng ra một nhân viên ưu tú có thể để họ kế thừa ngay trong bạn bè cũng có thể kế thừa không nhất định là con cái công ty đời đời truyền xuống việc này tốt vậy mới gọi là sự nghiệp chính mình cả đời làm được huy hoàng đi nữa sau khi chết rồi con cháu không thể kế thừa sau khi chết rồi công ty lập tức bị con cháu bán đi tài sản đều chia ra hết chia ra rồi còn kiện tụng anh chị em đều biến thành thù địch vậy thì không được rồi thật sự là rất không tốt cho nên phải hiểu rõ đạo lý này lời người xưa nó ý nghĩa rất sâu xa xem chúng ta giải thích thế nào Câu hỏi thứ hai Làm thế nào mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng? Tiêu trừ nghiệp chướng quan trọng nhất là sám hối Biết chính mình làm sai rồi Sám hối Quan trọng nhất Chính là vì sao không tái phạm nữa Sám hối rồi Mai lại tạo tội tiếp Vậy thì không được rồi Như vậy, vậy thì dính diễn không tiêu được Người hỏi vấn đề này Cũng rất nhiều vì sao không tái phạm nữa? Giống như học trò của Khổng Tử là Nhan Hội, Khổng Tử chỉ tán thán vì học trò này. Vì học trò này tốt ở chỗ nào? Không phạm lỗi hai lần. Lỗi lầm chỉ có một lần, ông sẽ không tái phạm lại lỗi cũ. Đó chính là chân thật cầu sám hối. Biết được lỗi lầm thì ông sẽ không tái phạm nữa. Ngoài ra tu định có thể tiêu nghiệp chướng Định có thể tiêu nghiệp Định là tâm thanh tịnh Nếu là tiểu định Thì chế phục được nghiệp chướng Không thể tác dụng Có thể phục được Đại định thì mới có thể tiêu Đại định là định đến mức nào Là định ở tầng thứ 9 Mà A-la-hán đã chứng đắc Các ngài đã tiêu trừ được nghiệp chướng trong lục đạo của chúng ta rồi Cho nên các ngài không đến lục đạo nữa Nhưng trong lục đạo không có nữa Thiền định thế gian Tứ thiền bác định Bạn có thể sanh đến cõi trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ Cái định đó chỉ là phục Cũng chưa thực sự tiêu trừ nghiệp chướng Chỉ là chế phục Nhưng đến khi định công mất đi rồi thì không phục nổi nữa Nghiệp chướng lại hiện tiền Chính là phiền não tập khí lại hiện tiền cho nên tu định tiêu nghiệp chướng Có phục đoạn Có chân thật đoạn diệt Sau khi trí huệ khai rồi Thì đó là chân thật tiêu trừ Cho nên trí huệ là từ trong thiên định mà khai Tiền định đến công phu nhất định thì trí huệ hiện tiền Trí huệ hiện tiền thì nghiệp chướng hết thảy đều chuyển biến thành bồ đề phiền não tức bồ đề đó là thật cho nên học phật mục tiêu sau cùng là phải khai trí huệ không thể không khai không khai trí huệ thì không thể giải quyết vấn đề thứ ba chưa hoàn toàn làm được ngũ giới thập thiện liệu có phải là không thể giảng sanh không có phải vừa mới đầu phát tâm niệm phật thì phải làm được ngũ giới thập thiện không ngũ giới thập thiện là căn bản để làm người làm người còn chưa tốt bằng nghĩ xem làm sao có thể đến tây phương cực lạc làm phật sanh đến thế giới tây phương cực lạc là đi làm phật nhất định phải biết điều này thế nhưng cũng không thể nói là ngũ giới thập thiện của ta vẫn chưa tu tốt thì không thể giảng sanh được lời này không thể nói vì sao vậy chúng ta xem thấy người lâm chung niệm phật cả đời chưa từng tiếp xúc qua phật pháp không nghe đến phật pháp lúc lâm chung mới nghe thấy người ta dạy họ niệm phật họ niệm mấy tiếng phật hiệu thì thật sự đã giáng sanh rồi đó là nguyên nhân gì tông chừng một khắc lúc lâm chung đó bản thân họ đã buông xuống hết tất cả những ác nghiệp họ đã tạo gọi là buông hạ đồ đao lập địa thành phật họ chỉ nương vào một câu phật hiệu đó gọi là chân sám hối đây là sám hối giảng sanh ác nghiệp cả đời đã làm thấy điều sám hối biết sai rồi quay đầu là bờ trong tịnh độ thánh hiền lục có kia trong giảng sanh truyện có rất nhiều Chính tôi còn từng đích thân nhìn thấy Tôi ở nước Mỹ nhìn thấy Tiên sinh Chu Quảng Đại Sống ở Washington DC nước Mỹ Chính là thủ đô của nước Mỹ Mở một tiệm làm bánh mì Người rất tốt Là người tốt Cả đời chưa từng tiếp xúc qua với Phật Pháp Ông không tin tôn giáo Đến lúc mạng chung Cũng là bị ung thư Cũng rất khổ sở Người nhà không có cách gì Mới tìm đến Phật giáo Chúng tôi ở nơi đó có một hội Phật giáo Đã tìm đến đạo tràng của chúng tôi Đồng tu trong đạo tràng chúng tôi Đã đi xem ông ấy Đã khuyên ông niệm Phật Nói với ông Có thế giới cực lạc Tốt hơn nhiều so với thế giới của chúng ta ở đây Chúng ta đều phải lên cầu sanh cực lạc thế giới Ông nghe thấy rồi thì có thể tin tưởng Điều này khó có được Nghe rồi liền tin, liền niệm Phật Kết quả khi niệm Phật Sự đau đớn của ông đã giảm bớt Ông đã rất quan hỷ Nói với người nhà Không cần tìm bác sĩ cho ông nữa Các vị hết thảy đều giúp tôi niệm Phật Ba ngày thì giảng sanh Ông còn chưa quy y Đây chính là thiện căn trong đời quá khứ ngay trong đời này chưa tiếp xúc Phật Pháp Lâm chung vừa tiếp xúc Thì ông đã tin tưởng Có một số người tiếp xúc nhưng không tin tưởng Nên không có cách gì Hơn nữa đã thật là Thật nghe lời Cho nên thỏi tướng vô cùng đẹp Khi đi thì thân thể mềm mại Không có một mảy may sợ hãi Đây là trường hợp do chúng tôi đích thân nhìn thấy câu hỏi thứ tư vì sao hiện nay rất nhiều người ấn độ không tin phật pháp mà tin vào ấn độ giáo và hồi giáo đây là duyên phận bạn phải biết là hiện nay tin phật trong đời quá khứ bạn có thể cũng đã tin ấn độ giáo hồi giáo rồi đây là thật Mỗi một người chúng ta ở trong lục đạo không biết luân hồi bao nhiêu lần rồi, cũng đã từng làm người trong các chủng tộc, chúng ta cũng đã từng tin các tôn giáo, cho nên đây là duyên không đồng. Nói chung là gặp duyên không như nhau. Tiếp theo đồng tu Malaysia có câu hỏi. Họ có 8 đề mục nhỏ. Chúng con phát tâm ở Binan Y theo tư tưởng của Lão Pháp Sư xây dựng thôn Di Đà Niệm Phật đường tinh tấn Xin hỏi Tiếp theo có 8 câu hỏi Niệm Phật đường này Phải nên đặt tên như thế nào? Việc đặt tên Thông thường Lấy tên địa danh là được rồi Có thể đại biểu cho khu vực này của các bạn Là dùng thôn Di Đà Bi Nan Niệm Phật đường Bi Nan là được rồi Thứ hai Nên có bao nhiêu vị công đức chủ Thì phù hợp nhất Công đức chủ phải nên là người Bỏ tiền ra xây đạo tràng này Cái này tùy duyên Nếu bạn gặp được đại công đức chủ Thì một mình họ xây dựng cho bạn là được rồi nếu không gặp được người như vậy Thì phải lập quỷ Đó là tập hợp sức mạnh của đại chúng Điều này phải xem duyên Không được miễn cưỡng Câu hỏi thứ ba Thành viên hội đồng phải nên có những điều kiện gì? Thành viên hội đồng chính là quản lý đạo trà Con người nói Nhất định phải là Phật tử Nhất định đã từng thọ tam quy ngũ giới Bồ Tát giới Tôi không nghĩ như vậy Tôi ở Đài Loan Đại khái 30 năm trước Đại khái 30 năm trước Tôi xây dựng một quỹ giáo dục Phật Đà Đăng ký với nhà nước Chủ tịch ở đây là do tôi tìm Hóa đầu tiên là tôi tìm Tôi tìm những người nào Tôi tìm người tin tưởng nhân quả báo ứng Mất luận họ có tin Phật giáo hay không Nhưng họ phải tin nhân quả báo ứng Vì sao vậy? Họ ở trong đó sẽ không làm chuyện Tự tư tự lợi Họ sợ báo ứng người thọ tam quy ngũ giới thọ bồ tát giới rồi mà còn làm việc cá nhân danh văn lợi dưỡng tôi xem thấy rất nhiều cho nên phương pháp tuyển chọn của tôi là người chân thật tin tưởng nhân quả báo ứng thế nhưng trong thời đại hiện nay người chân thật tin tưởng nhân quả báo ứng cũng không nhiều cho nên đây là một phương hướng đáng để chúng ta suy nghĩ chính là người chân thật nhiệt tâm hộ trì Phật Pháp Không vì danh lợi của mình mà suy nghĩ Như vậy Đạo tràng này sẽ như Pháp Câu thứ tư là soạn quy tắc cộng tu như thế nào Quy tắc cộng tu Đã là niệm Phật đường tịnh độ tông Khi chúng tôi Thành lập tịnh tông học hội có một bản duyên khởi trong bản duyên khởi đó có nói phương pháp tu hành có thể làm tham khảo tài liệu này rất nhiều tịnh tông học hội đều có trong kinh sách chúng tôi ấn tống có một số cũng có kèm theo có thể tìm để làm tham khảo ngoài ra mỗi khu vực không như nhau còn có quy định pháp luật không giống nhau phải nên tôn trọng chế độ quốc gia tôn trọng phong tục tập quán của địa phương như vậy mới có thể chung sống hòa mục với mọi người thứ năm thời gian niệm phật nghe kinh phải nên phân chia như thế nào nhất định lấy niệm phật làm chính theo kinh nghiệm nhiều năm của chúng tôi Niệm Phật mỗi ngày nghe kinh Không thể ít hơn 2 giờ đồng hồ Nghe kinh Hiện nay dùng phương pháp nghe kinh Để xây dựng hiểu biết chung Kiến hòa đồng giải Không nghe kinh Thì sẽ tùy thuận phiền não tập khí của chính mình Giữa người với người sẽ rất khó chung sống cho nên nghe kinh chính là giúp cho chúng ta hóa giải hóa giải mâu thuẫn xung đột giữa đôi bên của chúng ta đây là dùng phương pháp nghe kinh đều nghe giáo huấn của phật vậy thì tương đối tốt rồi tiếp theo hỏi nghe bộ kinh nào mới tốt việc này phải xem duyên phận cũng không nên miễn cưỡng đã là tịnh độ tông đương nhiên là lấy kinh điển tịnh độ làm chính ngoài ra thì là những kinh điển liên quan đến tịnh độ có sự giúp đỡ đối với chúng ta nếu như chân thật nói đến tinh tấn niệm phật chính là một môn thâm nhập thông thường chúng tôi nói nghe kinh di đà nghe kinh vô lượng thọ đây là thích hợp nhất phải nghe giảng giải nghe từng biến từng biến nghe đi nghe lại có chỗ tốt có thể có chỗ ngộ câu thứ bảy là nếu như niệm phật biết trước ngày giờ có thể ghi chép quay phim để làm chứng chuyển có được hay không có thể lưu thông không khi nào thì lưu thông điều này cũng không nhất định rồi thật sự biết trước ngày giờ thì có thể ghi chép nếu có thiết bị quay phim thì có thể làm cho đến việc lưu thông phải xem nhân duyên bạn đang ở malaysia pháp luật của quốc gia malaysia bởi vì đây là đất nước hồi giáo chúng ta biết hồi giáo malaysia rất là nghiêm khắc đối với hoạt động tôn giáo khác đều hạn chế rất là nghiêm phật tử chỉ có thể hạn chế ở trong chùa chiền phật giáo ở nơi khác đều không thể được rồi điều này nhất định phải tuân thủ bạn lưu thông có hạn chế đến việc khi nào lưu thông thì phải xem thời tiết nhân duyên điều này không thể định cho nó được vẫn là biết linh hoạt thì tốt hơn thứ tám là trụ trì hộ pháp cần có điều kiện thế nào trụ trì nhất định phải hiểu những quy củ của đạo tràng này Điều này nhất định phải đi học tập Tịnh Tông học hội Malaysia Có rất nhiều Niệm Phật đường cũng rất nhiều Có thể đi xem thử học tập nhiều Ở Kuala Lumpur có một số Nếu đến Trung Quốc Chùa Bách Quốc Hưng Long ở Trường Xuân Là một đạo tràng niệm Phật Cũng có thể nói là đạo tràng tinh tấn niệm Phật nếu có thể đến nơi đó xem Tham gia Phật thất với họ Phật thất của họ thông thường là 10 Phật thất liên tục với nhau Chính là 70 ngày Rất có thọ dụng Đến nơi đó học rồi Đem phương pháp đó về Malaysia à, Vậy thì vô cùng thụ thắng Hai câu hỏi tiếp theo Là câu hỏi của đồng tu nước Mỹ câu hỏi đầu tiên trước khi đệ tử bị ung thư đã từng phát nguyện ăn chay trường hiện tại vì người nhà phản đối chỉ ăn 10 ngày trai xin hỏi có được không ạ à? tốt nhất vẫn là kiên trì vì sao vậy khi thân thể không được tốt có đau bệnh thì ăn chay là khỏe mạnh nhất thức ăn thịt có rất nhiều virus gây bệnh rất đáng sợ tôi xem qua những báo cáo này ở trong nước tôi không biết rõ lắm chúng tôi xem thấy là báo cáo ở đài loan đài loan hiện nay nuôi gà sáu tuần thì gà đã phát triển rất lớn thì bán sạch rồi Trước đây nuôi gà ít nhất cũng phải nuôi nửa năm khoảng 10 tháng Nuôi heo thì từ nửa năm trở lên Hiện nay gà là 6 tuần Heo là hai tháng Bạn nói thịt đó làm sao có thể ăn Hết thấy đều là thức ăn chăn nuôi Là hormone môn Chất hóa học Để cho chúng lớn thật nhanh Không thể ăn Ăn rồi đều sanh bệnh quá đáng sợ rồi cho nên hiện nay bán những thứ này thật đúng như người xưa đã nói là mưu tài hại mạng một chút tâm đạo đức cũng không có hiện nay bị bệnh không được vào viện không được uống thuốc vì sao vậy đồ giả quá nhiều rồi thuốc không phải là thật là giả Uống rồi không có chỗ tốt Sẽ khởi tác dụng phụ Bạn nói xem đáng sợ biết bao Hiện nay chúng ta gặp phải sự việc này Chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ Những ý niệm khác đều không có Nếu thọ mạng vẫn chưa đến Thì niệm Phật tự nhiên sẽ tốt Sẽ khôi phục lại khỏe mạnh Thọ mạng đến rồi Thì đi đến thế giới cực lạc Không có vẫy mây tham luyến thứ hai trên đường lái xe ra ngoài cảm thấy động vật nhỏ đã chết rồi phải nên làm thế nào mới tốt việc này phải xem tình hình nếu điều kiện giao thông tốt trước sau đều không có xe cả đoạn đường rất dài không có xe bạn có thể dừng xe ở bên cạnh chôn con vật ở gần đó niệm phật hồi hướng cho nó vậy thì rất tốt nếu như điều kiện giao thông không cho phép Trước sau đều có xe Vậy bạn chỉ ở trên xe điềm Phật hồi hướng cho nó Bạn không thể xử lý nó được rồi Cho nên việc này cũng phải xem tình hình Tiếp theo là Câu hỏi của Đồng Tu Trung Quốc Câu đầu tiên Chùa Cực Lạc nhận được Đại Tạng Kinh Do Hiệp hội tặng đến Đã xuất hiện kỳ tích Đại Tạng Kinh nhiều lần phát ra Ánh sáng Im dịu đẹp đẽ Màu xanh vàng đỏ trắng Tượng Tây Phương Tam Thánh khắc gỗ niệm Phật đường Đột nhiên ở trước Đại Tạng Kinh Phát ra dung mạo tím vàng Họ có hai câu hỏi Xin hỏi đây là Đại Tạng Kinh Khải thị điều gì cho đệ tử Phật Đúng thật là có khải thị Khải thị cho mỗi người mỗi khác thiên căn phước đức nhưng duyên của mỗi người không giống nhau nói chung đây là thoại tướng rất tốt thứ hai là đệ tử đã đem cảnh tượng kỳ tích này chụp lại thành cd và ảnh liệu có thể sao chép ra nhiều để cho phật tử có duyên xem hay không có thể tôi còn chưa xem thấy hy vọng là bạn gửi cho tôi xem thử câu hỏi thứ hai đối với tổ tiên hoặc thần chủ đất táo thần cho đến hết thảy thần linh trong đền chùa đều lấy lễ đầu sát đất như lễ phật để lễ bái xin hỏi như vậy có như pháp không không như pháp bởi vì họ không dám gánh không phải là bạn không thể làm mà là họ không dám nhận lấy cho nên chúng ta đối với việc hành lễ Cung kính là hoàn toàn bình đẳng Nhưng ở trên hình tượng thì có sai khác Bạn nói xem Hiện nay kính lễ nhất Trong trường hợp nào hành lễ tôn kính nhất Hành lễ phổ biến thông thường là cúi sâu một cái Điều này có thứ bậc Cho nên lễ tiết Tiết là có tiết độ không được quá đáng Cũng không được bất cập Chúng ta lễ đầu sát đất là đối với Phật Đối với Bồ Tát Đối với Lão Sư Thì Có thể là dùng cái này Thông thường người bằng vai phải lứa Cũng có thể Nhưng người bằng vai phải lứa thì Lễ đáp cả Nhất định phải lễ đáp cả Hơn nữa đó cũng không phải là bình thường Bình thường đa phần đều là xá chào cho nên chúng ta đối với quỷ thần là cung kính như nhau chúng ta lễ bái một lễ là đủ rồi thông thường là xá ba xá giống như thông thường chúng ta đều là xá ba xá đối với phật là đánh lễ ba lễ đối với những quỷ thần này thì đều là xá ba xá tâm cung kính là như nhau khác biệt ở chỗ này câu hỏi thứ ba trước đây đệ tử làm phật sự thời gian dài hiện nay không đi nữa thân thể bắt đầu sanh bệnh thường xuyên mất ngủ cả đêm hơn nữa mắt vừa mở ra thì nhìn thấy thứ trong hư không pháp giới hiện nay tụng kinh dập đầu cũng không khởi được tác dụng xin hỏi làm thế nào mới tốt nhìn thấy thứ trong hư không pháp giới chắc là nhìn thấy một loại linh quỷ bạn tụng kinh dập đầu cũng không khởi tác dụng tụng kinh dập đầu là hình thức chân thật khởi tác dụng là phát nguyện sám hối bởi vì làm phật sự thời gian dài Nếu không phải tâm chân thành Vì dông linh mà cầu phước Hồi hướng Thì bạn chỉ là đến lấy cúng dường của trai chủ Có khác gì mua bán đâu chứ Những quỷ thần này Sẽ không tha thứ cho bạn Đây chính là trong cửa Phật thường nói trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều đạo lý là ở chỗ này điều này chúng ta không thể không biết cho nên siêu độ cho người chết thì nhất định không đem chuyện kinh doanh ra để làm một phật sự hết bao nhiêu tiền đâu có loại đạo lý này chứ đây là tâm từ bi bạn gặp được rồi Thì phải nên y theo như vậy mà làm Tiễn họ giảng sanh Khi tội nghiệp của họ nặng Cho dù đó ở trong ba đường ác Thì giảm nhẹ đau khổ của họ Như định phải dùng tâm chân thành từ bi mà làm Cho đến việc sau khi làm xong Sự cúng dường của trai chủ Cũng nhất định không được tính toán Nếu tính toán Đó chính là buôn bán Kinh doanh buôn bán Kinh doanh buôn bán là buôn bán như lai like. Bạn đem Phật Pháp để làm thương nghiệp Dùng hình thức mua bán để làm Tội nghiệp này rất nặng Cho nên bạn tụng kinh lễ bái Đều không có hiệu quả Phải sám hối Chỉ có sám hối phát nguyện Sau này không tái phạm nữa Thành tâm thành ý niệm Phật cầu sanh tịnh độ Như vậy mới tốt Vấn đề tiếp theo từng có một lần khi đệ tử đang trợ niệm cho người giảng sanh thì cư sĩ khác mời đại đức mật tông đến thả cá kim cang trên đầu người giảng sanh do đó đệ tử chỉ có cách rời đi xin hỏi có như pháp không xin hỏi cá kim cang chân thật có thể siêu độ lục đạo không cá kim cang giống như đức đại bi vậy người chân thật có đạo hạnh người có tu hành thì được họ gia trị cái đó mới có tác dụng nếu không phải chân thật là công lực gia trị của họ ở trên đó thì hiệu quả không lớn nếu người niệm mà hữu khẩu vô tâm thì cũng không có tác dụng gì phải biết điều này lời của tổ tiên xưa giáo huấn chúng ta vẫn là chính xác hành hữu bất đắc phản cầu chưa kỹ đừng nương vào sức mạnh bên ngoài sức mạnh bên ngoài phần nhiều đều không thể nương vào nương vào sức mạnh của chính mình là đáng tin nhất chính mình có tính tâm kiên định giống như người bị ung thư ở sáng đầu vậy là vô cùng nghiêm trọng tính tâm của ông có thể làm tiêu ung thư thật không dễ hiện nay ông vẫn còn hai bức hình lưu lại làm kỷ niệm Thường hay cho mọi người xem Một bức là tấm phim chụp ở bệnh viện Một bức là chính ông Đã dùng ý niệm để hóa giải Chụp xong tấm thứ hai Thì bệnh không còn nữa Cho nên phải tin tưởng chính mình Tin tưởng người khác thì sai rồi Nếu ông tin bác sĩ giải phẫu Thì đảm bảo tính mạng của ông không giữ nổi là ông dùng ý niệm của mình để chuyển trở lại Dùng sám hối Sám hối phát nguyện có thể chuyển trở lại Thứ sáu, nghe nói niệm văn thù Bồ Tát tâm chú Năm trăm nghìn biến Thì có thể khai mở trí huệ Sự sự như ý Như văn thù sư lợi Bồ Tát không khác Xin hỏi thương niệm A-di-đà Phật Có thể cầu được trí huệ như vậy không? Vấn đề này bạn có thể niệm thử xem sao Bạn niệm 500 ngàn biến Bài chú này rất là đơn giản 500 ngàn biến có lẽ cũng không cần thời gian rất dài Hãy thử xem sao Sau khi niệm rồi thấy có khai trí huệ hay không Thế nhưng Có người sẽ khai trí huệ Nhưng có lẽ bạn sẽ không khai trí huệ rồi Là nguyên nhân gì Thành tắc linh Chữ thành này bạn không có Vì sao tôi nói bạn không có Hiện nay bạn hỏi tôi thì không thành rồi Bạn có hoài nghi Nếu bạn thành tâm Thì bạn sẽ không đến hỏi tôi Cho nên tôi biết Tâm của bạn không thành Cũng đoán được bạn sẽ không khai trí huệ Bạn không tin tưởng mà Bạn cứ đi thử xem sao Bạn điểm 500 ngàn biến đảm bảo trí huệ không khai Phạm việc gì cũng có lý của nó bạn phải rõ lý thì mới đúng Phật nói với chúng ta Làm thế nào khai trí huệ Phật nói Tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm thường hay nói Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ đức tướng như lai Ai mà không có Ai nấy đều có Hiện nay trí huệ chạy đi đâu rồi Trí huệ bị phiền não Chính là bị vọng tưởng phân biệt chấp trước Chướng ngại rồi Phật dạy chúng ta làm thế nào để khai trí huệ bạn buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì trí huệ khai rồi Chứ ngài không còn nữa đã khai rồi Cho nên bạn có thể buông xuống chấp trước Chấp trước là cái đầu tiên Là nghiêm trọng nhất Bạn đã khai được một phần ba trí huệ rồi Trí huệ của bạn bằng với A-la-hán Lại buông xuống phân biệt Bạn liền giống như trí huệ của văn thù Bồ-Tát Nếu bạn lại buông xuống khởi tâm động niệm thì bạn đắc được trí huệ như phật bình đẳng với hết thảy trí huệ của chư phật cách này có đạo lý trí huệ bình đẳng năng lực cũng bình đẳng tài năng mà ngày nay chúng ta nói vô lượng vô biên tài năng bình đẳng phước báo cũng bình đẳng tướng hảo là phước báo phước báo cũng bình đẳng Hiện nay biến thành không bình đẳng Chính là chướng ngại của mỗi người Có nặng nhẹ không như nhau Có dày mỏng không như nhau Khi chướng ngại mất hết Thì hoàn toàn tương đồng Cho nên giáo lý Đại Thừa Thường nói Phật Phật Đạo Đồng Hoàn toàn tương đồng Đó chính là do chướng ngại của các ngài Toàn bộ không còn nữa Đều là tánh đức từ trong Tự tánh lưu lộ ra Đó là viên mãn Là hoàn toàn tương đồng Câu hỏi thứ bảy Truyền hình về tinh hoa tạng Đài Loan Phát lòng thời Tụng Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Địa Tạng Nhưng đạo tràng chúng con là lấy Một bản Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà Một câu Phật hiệu niệm đến cùng Mọi người đều rất lo lắng Đây có phải là sen tạp không? Ở đạo tràng này của các bạn Bạn đồng thời tu Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Di Đà là như nhau công đức như nhau Có thể đồng hồi hướng cùng thời gian với họ Đồng thời với họ Điều này rất tốt Không chỉ định đổi thành kinh địa tạng Phát đồng thời tụng kinh vô lượng thọ Và kinh địa tạng là đạo tràng Thông thường không tụng kinh Là như vậy Nếu đạo tràng có khóa tụng bình thường Thì dùng khóa tụng của chính mình Hồi hướng là được rồi Không nhất định là phải thay đổi thứ tám niệm chú giảng sanh chú đại bi liệu có thể siêu độ cho thai nhi phá thai không ạ à? niệm thì tốt hơn là không niệm niệm thì tốt hơn là không niệm thai nhi bị phá thai nó đến đầu thai làm con của bạn là có duyên với bạn bạn phá thai chính là giết chết nó rồi nếu nó là máu ân thì sẽ biến thành thù hận nó đến để báo ân mà bạn giết chết nó Thì từ ân sẽ biến thành thận thù Nếu nó đến báo thù mà bạn giết chết nó Thù hận lại tăng thêm thù hận Rất phiền phức Nếu nó đến đòi nợ trả nợ Bạn giết chết nó thì đều biến thành hận thù Cho nên việc này thấy đều không được làm Nhất định không được làm Hậu quả không thể tưởng tượng nổi Cho nên Niệm chú giảng sanh chú Đại Bi Thường xuyên hồi hướng cho nó Có thể hóa giải oán hận của nó Chính mình phải sám hối Không biết quả báo này Không biết có quả báo mới làm ra loại sự diệt không như Pháp này Nên phải hồi hướng Câu hỏi tiếp theo Lão Pháp Sư đối vào thời khóa mà không thanh tịnh hoặc có vọng tưởng, hồi hướng trang nghiêm tịnh độ là gạt phật. Vậy thì hồi hướng tây phương tịnh độ hay tiêu trừ phiền não, thì liệu có tính là gạt phật hay không? Lời này không cần phải hỏi tôi, phải hỏi bản thân bạn từ bản thân nghĩ xem có phải là gạt phật không, thì rõ ràng rồi. điều quan trọng nhất không phải là nói đối với phật bồ tát chúng ta đối với hết thảy người đều không nên dùng tâm thái lừa gạt đều phải dùng tâm thái vô cùng thành khẩn để làm người phật bồ tát bạn chưa gặp hiện tại cúng phật bồ tát là cúng tượng tượng đắp từ bùn đất tôi thường nói đối với tượng phật đắp từ bùn đất mà bạn còn nhẫn tâm lừa gạt ngài thì quá đáng rồi phật thật ở đó mà bạn lừa gạt ngài thì còn có thể tha thứ tưởng từ bùn đất bạn còn dùng tâm thái lừa gạt đối với ngài thì đây là điều không được rất là không được cho nên chúng ta nhất định phải sám hối phải sửa lỗi bạn nói phiền não tập khí nặng tâm không thanh tịnh công khóa của mình ngắn gọn một chút thời gian ngắn cầu thanh tịnh dễ hơn ngắn nhất Tôi đã dạy người ta niệm theo mười câu Phật hiệu Mười câu Phật hiệu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật tiếp nối nhau Trong mười niệm này tâm địa thanh tịnh rất dễ dàng Bởi vì mười câu Phật hiệu chỉ cần một hai phút Một phút có thể giữ gìn Thời gian quá lâu thì vọng niệm sẽ khởi lên Nói chung cứ từ từ mà học Không cần giỏi vàng. Học 10 câu Phật hiệu Ta có thể lại dùng 3 lần 10 câu Phật hiệu 5 lần 10, Phật hiệu, 10 lần 10 câu Phật hiệu 10 lần 10 câu Phật hiệu Dần dần tăng lên Sẽ có thể sửa đổi lại tập khí của chính mình Không nên gấp gáp Nhất định là vô cùng nghiêm túc mà học Chân thật có phương hướng này Có mục tiêu này Thì nhất định sẽ có lợi ích Đối với sự tu học của chính mình Câu hỏi thứ 10 Xin hỏi sau khi tụng kinh hồi hướng cho quan gia tái chủ Lại y theo đĩa CD của Lão Pháp Sư Đã giảng để làm tam quy y cho họ có được không? Có thể được Nói thật ra Làm tam quy y cho những quan gia tái chủ này Chính mình làm tam quy y cho họ là được rồi Thông thường vì họ mà làm tam quy Lời nguyện chính là lời chuyên dùng thông thường quy y phật không đọa địa ngục quy y pháp không đọa ngạ quỷ quy y tăng không đọa súc sanh như vậy mà niệm sau khi truyền thọ tam quy cho họ rồi nhất định phải niệm phật hồi hướng cho họ khuyên họ cầu sanh tịnh độ lục đạo tam đồ rất khổ không đáng để lưu luyến Câu hỏi thứ 11 trong Tứ Diếp Pháp Bố thí là tặng quà Nhưng giữa bạn bè học Phật với nhau Thường xuyên tặng quà Liệu có ảnh hưởng đến tâm thanh tịnh không? Tứ Diếp Pháp là để tiếp dẫn đại chúng Là tiếp dẫn chúng sanh Đối với đồng tham đạo hữu tu hành thường xuyên tu hành với chúng ta đương nhiên bình thường cũng cần có lễ tiết qua lại bởi vì tiếp xúc như đại chúng thế nhưng không được làm trở ngại đến tâm thanh tịnh trở ngại tâm thanh tịnh là có tâm tham khi bạn tặng món quà này họ khởi lên tâm tham không tặng quà thì họ sanh tâm sân khỏe vì họ vẫn phải tu hành thật tốt Cho nên tứ nhiếp Pháp là phương thức Tiếp dẫn chúng sanh Đây là ở trong cửa Phật Hiện nay nó là cách quan hệ Giao tế với công chúng Là tiếp xúc Khiến cho người ta Sanh tâm quan hỷ Sau cùng bạn phải có phương tiện thiện xảo giúp đỡ họ vào cửa Phật Đây là mục đích Nếu nói không thể dẫn dắt họ vào cửa Phật Vậy thì sai rồi Đều là giúp họ vào cửa Phật Câu hỏi thứ 12 Tâm đắc học Phật của con là Học Phật không gì khác Chính là biến đổi khí chất trừ tập khí nâng cao linh tánh chính mình trong xử sự, sự đãi người tiếp vật giữ được đạo nghĩa từ đó mà đạt được thiên nhân hợp nhất xin hỏi như vậy có đúng không không thể nói không đúng đã là rất khó có được rồi ít nhất loài học phật này của bạn ở trong ngũ thừa phật pháp là Pháp Nhân Thiên Đây là đạt được mục tiêu giai đoạn thứ nhất rồi Sau đó lại hướng thượng nâng lên Nâng lên đến Thanh Văn Nâng lên đến Bồ Tát Nâng lên đến Phật Đây là giai đoạn đầu Là rất khó có được Rất không dễ dàng Câu hỏi thứ 13 Con thường hãy động niệm Thì liền phân biệt chấp trước Do con đã thuộc Kinh Văn, Kinh Vô Lượng Thọ Nên nhanh chóng có thể dùng giáo huấn trong Kinh Văn để hàng phục Nhưng chỉ trong thời gian thoáng qua một sát na Xin hỏi như vậy có thể giảng sanh không? Một sát na đã rất khó được Giống như tia sét vậy Giống như khi bầu trời u ám Đang chìm trong đêm dài Có thể có một sát na ti xét Thì rất khó có được Chính là lóe sáng một lần Hy vọng lần có được một sát na này Có thể nhiều hơn một chút Có thể thường xuyên có Sau đó lại tiến một bước giữ gìn Hy vọng một sát na có thể biến thành 10 sát na Mười sát na có thể biến thành hai mươi sát na Thời gian dần dần kéo dài Công phu này liền đắc lực rồi Cho nên đây đều là hiện tượng rất tốt Giảng sanh không phải là nguyên nhân này Giảng sanh nhất định phải nhớ Trên kinh nói với chúng ta Tính nguyện hạnh Ba điều kiện này phải đầy đủ Phải làm tốt ba nhân tố này bởi vì thế giới tây phương cực lạ các vị đều biết chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ nếu chúng ta tâm hạnh bất thiện thì tính nguyện hạnh không đầy đủ chắc chắn sẽ không đầy đủ người tính nguyện hạnh đầy đủ khẳng định tâm hạnh đều thiện lương cho nên nhất định có thể được sanh Chúng ta thường xuyên còn có ác niệm Thường xuyên còn có hành vi ác Vì thì hoàn toàn không tương ưng với tính nguyện hạnh Điều này nhất định phải hiểu Câu hỏi thứ 14 Hiện nay đạo tràng càng ngày càng lớn Nhân viên càng ngày càng phức tạp Còn học tập tam bất quản Mỗi ngày niệm Phật nghe kinh không gián đoạn Làm như vậy có phải là ích kỷ không? vấn đề này bạn hỏi không rõ ràng đạo tràng lớn người đến nhiều đến phức tạp bạn ở đạo tràng này có đảm nhiệm chấp sự không nếu đảm nhận chấp sự mà bạn muốn tâm bất quản thì bạn đã có tội rồi vì sao vậy bạn có công việc nếu bạn không đảm nhiệm chấp sự thì căn bản bạn không cần quản nếu bạn quản thì lại quản việc thừa rồi Cho nên chỗ này phải hỏi Bạn ở đạo tràng này là chấp sự hay là thanh chúng? Thanh chúng thì không quản việc Tu hành cho tốt Những người chấp sự là đến hộ trì bạn Người hộ trì không muốn quản việc thì không được Không quản việc thì đạo tràng sẽ loạn mất Câu hỏi tiếp theo Khi tam quy tập thể có thể trong tâm mặc niệm Tự quy y tăng Đưa nguyện chúng sanh Tự tịnh kỳ ý lão thật niệm Phật Cầu sanh tịnh độ hay không? Điều này không cần phải khi tam quy tập thể Tam quy tập thể thì có nghi thức của nó Bạn mặc niệm như vậy là bạn phá hoại nghi thức rồi Cách niệm này Trong khóa tụng sớm tối của chính bạn Thì có thể quán tưởng như vậy Vậy thì được Không được ở trong đại chúng Tập thể Nhất định phải giữ quy củ Nếu đại chúng tập thể mỗi người Đều nghĩ việc cá nhân của họ Thì từ trường sẽ bị loạn mất rồi Hiện nay nói là từ trường loạn mất Câu thứ 16 Mẹ con mỗi ngày niệm Phật 3 giờ đồng hồ Được khoảng nửa năm rồi Thân thể mỗi ngày một tốt hơn Nhưng gần đây lại nói Oan thân cái chủ nói Mẹ sắp thành Phật rồi Lời nói động tác Càng ngày càng dị thường Hiện nay thỉnh thoảng còn đánh người Không để cho chúng con tụng kinh Xin Pháp Sư hãy cứu lấy mẹ con Theo lời của bạn nói ra như vậy thì đúng thật là không bình thường rồi Người bình thường Phải nên Càng ngày Càng thanh tịnh Càng ngày càng từ bi Càng ngày càng nhu hòa Càng ngày càng khoan hỷ Nghe kinh, nghe pháp Thì mới là bình thường Đây là dĩ thường Hoàng gia trái chủ nói bà ấy sắp thành Phật rồi Lời nói này là gạt người Phải biết cái điều này Nếu quan gia trái chủ chân thật nói bà ấy sắp thành Phật rồi Thì quan gia trái chủ sẽ tôn kính bà Sẽ hướng về bà học tập Giống như khi xưa chúng ta Ở cư sĩ Lâm Singapore Khi Lão Lâm trưởng giảng sanh Hoàng gia trái chủ tìm đến rất nhiều Nói với chúng tôi Lâm trưởng giảng sanh thế giới cực lạc rồi Họ nhìn thấy rất quan hỷ Chúng tôi cũng không tìm đến làm phiền nữa Nhưng đối với cư sĩ Lâm có yêu cầu Chính là hy vọng truyền tam quy cho họ Hy vọng cho họ đến nghe kinh Bạn xem như vậy thì là rất bình thường Oan gia trái chủ này bình thường cho nên chúng tôi đã làm tam quy cho họ nghe kinh cư sĩ lâm thường hay giảng kinh mời họ đến giảng được nghe họ nói ánh sáng trong giảng đường quá mạnh những linh quỷ như họ không chịu nổi ánh sáng quá mạnh con người chúng ta không nhìn thấy nhưng họ nhìn thấy sau cùng thương lượng là ở trai đường ở trai đường dùng tivi phát kinh địa tạng họ yêu cầu nghe kinh địa tạng phát được một hai tháng thì họ liền rời đi Đúng thật là Có số ít thật sự giảng sanh Cũng có sanh lên trời Cũng có chuyển đến cõi lạnh Cho nên đây là việc tốt Trạng thái mẹ của bạn như vậy Bạn phải cầu sám hối cho bà Hiện nay bà đã bị quan gia trái chủ Những linh quỷ này khống chế rồi Bản thân bà không làm chủ được Chỉ định phải thương lượng với quan gia thái chủ Hoàng hoàng tương báo Đời đời kiếp kiếp Hai bên đều thống khổ Mọi người lý giải đạo lý này Bạn hoặc là niệm Phật Tụng kinh Chuyên môn gì họ mà niệm Tôi sẽ vì các vị Niệm một triệu tiếng Phật hiệu Niệm ba triệu tiếng Phật hiệu Hồi hướng cho họ chuyên niệm gì họ Hoặc là tôi gì các vị mà tụng 100 bộ kinh địa tạng Tụng 100 bộ kinh vô lượng thọ Đàm phán điều kiện cho khi họ tiếp nhận Bạn tụng xong rồi thì họ sẽ đi Đây là người nhà phải giúp bà Xin họ đừng quấy nhiễu mẹ của bạn tu hành nữa Câu hỏi tiếp theo xin hỏi Chúng xuất gia về ở trong nhà thì có như Pháp không? không như pháp nếu như mỗi người trong chúng xuất gia đều thường về nhà thì quy củ của nhà chùa bị phá hoại rồi bạn đã bước vào cửa phật rồi thì phải giữ quy củ nhà phật bạn xem thử trong giới luật của phật xem có nói với bạn là chúng xuất gia có thể thường xuyên về nhà ở không không có điều này vì sao vậy về nhà thì dễ bị ô nhiễm ở nhà Ít nhất cũng bị ô nhiễm của tình thân Phải biết cái điều này Phiền não tập khí của bạn chưa đoạn hết Cho nên nhất định phải theo chúng mà nương chúng Câu hỏi thứ 18 Khi lần tràn hạt tính số niệm Phật Liệu có thể lần đầu Phật của tràng hạt hay không ạ? À? Đầu Phật chính là hạt này Thì có thể được Thế nhưng có một số đầu Phật Trong đó có tượng Phật Có tượng Phật thì không được rồi Khi có tượng Phật thì sờ vào không cung kính Không có tượng Phật thì được Có tượng Phật thì phải chuyển qua Đây là tâm cung kính Không có ý nghĩa phân biệt Cung kính đối với tượng Phật Tiếp theo là câu hỏi của đồng tu trên Internet câu hỏi thứ nhất họ có sáu đề mục nhỏ dưới đây là nghi vấn liên quan đến niệm phật chúng còn niệm phật đã được một khoảng thời gian rồi chỉ cần nhắm mắt niệm phật thì nhìn thấy không phải là tượng phật mà là nhìn thấy hình chữ a di đà phật hoặc là nam mô a di đà phật vậy có như pháp không không nên chấp trước thì là hiện tượng tốt chấp trước thì sai rồi không nên chấp trước hết thấy tùy theo nó mà đi hãy nhớ là trên kinh bát nhã có nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng vậy thì rất tốt đây đều là cảnh giới tốt khi niệm phật nhìn thấy tượng phật nhìn thấy hình chữ danh hiệu phật đều là hiện tượng tốt hệ chấp trước thì dễ bị ma dựa Thế nào gọi là bị ma giữa Là dẫn khởi ý niệm của bạn Ý niệm chấp trước Đây là sai lầm Phật dạy bạn phá chấp trước Phá phân biệt Bạn lại đem phân biệt chấp trước Dẫn khởi ra thì sai rồi Cho nên đừng nên chấp trước là được Câu hỏi Bình thường khi con không nhắm mắt Chỉ cần niệm À, chỉ cần nghĩ đến A-di-đà Phật thì chữ Nam Mô A Di Đà Phật Giống như ánh đèn nê ông Cứ lần lượt xuất hiện là có như Pháp không ạ à? Câu này giống như câu phía trước Đây là một loại cảm ứng Tuyệt đối không được chấp trước Cũng không được nói với người Vì sao hiện tượng này sẽ dần dần không còn nữa Nếu như chấp trước thường xuyên xảy ra Thì tuyệt đối không phải là hiện tượng tốt Người niệm Phật không phải là không có cảm ứng Cảm ứng là ngẫu nhiên một lần nào đó Đó là Phật Bồ Tát gia trị chúng ta Làm tăng tính tâm cho chúng ta Nếu nói thường xuyên có những hiện tượng này Thì đó chính là ma biến hiện ra Chính mình phải vô cùng dè chừng cẩn thận Khi nhìn thấy thì quan hỷ Mấy ngày không nhìn thấy thì nhăn nhó buồn rầu Sao mình lại không được nữa Và không quan tâm đến mình nữa Ngày ngày đang khởi vọng tưởng Ngày ngày đang phân biệt chấp trước Đó là sai lầm vô cùng lớn Bạn hoàn toàn bị lừa rồi Loại tình hình này trong Kinh lăng Nghiêm Phật đã nói với chúng ta Căn bản chính là không để ý đến nó Hiện ra cũng tốt, không hiện cũng tốt Căn bản không để ý đến nó thì không sao cả Sau này hiện tượng này sẽ khôi phục lại bình thường Không được chấp trước nó Câu thứ ba trong khi niệm Phật thỉnh thoảng con đối trước ảnh Phật Con khởi tâm không tôn kính hình vẽ Con phải nên giải quyết như thế nào Cứ tập trung niệm Phật Cũng đừng để ý đến nó Bởi vì việc không tôn trọng hình ảnh Là phiền não nghiệp chướng của mình khởi hiện hành Không để ý là được Hãy để ý thì sẽ phá hoại công phu của bạn Tâm thanh tịnh không còn nữa phải biết mục đích rốt ráo sau cùng của niệm Phật là Nhất tâm bất loạn Trong Kinh Di Đà nói rất rõ ràng Chúng ta chính là cầu nhất tâm bất loạn Nhất tâm bất loạn chính là niệm Phật tam muội Công phu sâu nhất gọi là lý nhất tâm bất loạn Sau đó mới là sự nhất tâm bất loạn Cạn nhất thì gọi là công phu thành phiến Công phu thành phiến là chỗ cạn của sự nhất tâm bất loạn Tuy nhiên, đến được công phu này thì nhất định giảng sanh. Công phu thành phiến sẽ sanh vào cõi phàm thánh độc cư, Sự nhất tâm bất loạn sẽ sanh vào cõi phương tiện hữu dư, lý nhất tâm bất loạn sanh đến cõi thật báo trang nghiêm, nhất định phải nhớ, mục đích niệm Phật của chúng ta là nhất tâm bất loạn, không phải là cầu thấy Phật. Hiện tiền tương lai nhất định sẽ thấy Phật đều là cảm ứng. Cảm ứng không phải là thường xuyên có. Thường xuyên có thì không được chỉ ngẫu nhiên có một vài lần nào đó mà thôi giống như khi xưa chúng tôi xem thấy ở trong sách sử trong tổ sư truyền ký Quê diễn đại sư ngài là tổ sư đầu tiên của tịnh độ tông ngay trong cả đời ngài nhìn thấy được ba lần cho nên ngài không phải là nhiều lắm ngay trong cả đời có ba lần nhìn thấy thế giới cực lạ lần sau cùng là giảng sanh lúc giảng sanh thì cảnh giới của ngài lại hiện tiền ngài mới nói với mọi người cả đời ngài thấy được ba lần từ trước đến nay chưa từng nói qua với người khác có thể thấy được ngài cũng không chấp trước không nói với ai sau cùng khi giảng sanh thì lại gặp được thì mới nói với mọi người tôi nhìn thấy thế giới cực lạc nhìn thấy ai di đà phật hơn nữa còn nhìn thấy những người trước đây ở trong liên xã đã giảng sanh cùng với ai di đà phật đến tiếp dẫn ngài nói với mọi người khi xưa đã từng nhìn thấy cảnh giới này ba lần đây đều là thí dụ rất tốt dạy dỗ chúng ta chính là thấy như không thấy căn bản không để ở trong tâm cảnh giới tốt thì tuyệt chẳng chướng ngại đến nhất tâm bất loạn của bạn nếu bạn sanh tâm quan hỷ tâm của bạn động rồi thì nhất tâm của bạn bị phá hoại nếu lại thường hay nói với người khác thể hiện công phu của tôi rất tốt các gì đều chưa gặp qua tôi gặp được rồi vậy thì càng tệ hơn Vậy thì hoàn còn, còn bị phá hoại mất rồi nếu chưa gặp được ngày ngày cứ ở đó thở dài sao phật không để cho con nhìn thấy một lần đây đều là phá hoại công phu rồi vậy bạn thật thà niệm phật tu nhất tâm bất loạn vì sao bạn lại niệm phật cứ luôn muốn thấy phật điều này đều không nên có đây là vọng niệm đều là thuộc về vọng tưởng đây là tập khí. Tiếp theo là câu hỏi thứ tư, khi con niệm Phật thì thuận theo hơi thở. Khi thở ra thì niệm A Di, khi hít vào thì niệm Đà Phật. Nhưng nói chung cảm thấy đem A Di Đà Phật chia thành hai đoạn không thể mạch lạc. Xin hỏi loại phương pháp tu học này có vấn đề không ạ? À? Đúng vậy cảnh giới của bạn rất nhiều người đều có nhưng bạn đừng để ý đến nó bạn cứ thật thà niệm phật thật thà niệm thì sẽ có hiệu quả thôi thứ năm thuần âm vô niệm xứ có phải là thuộc về đường chánh của tu hành không bạn đừng để ý đó có phải là đường chánh tu hành hay không vẫn là y theo phương pháp của tịnh tông dùng phương pháp của tịnh tông thì thật thà niệm là đáng tin nhất những phương pháp này không phải là phương pháp phổ thông chỉ đặc biệt thích hợp với người có duyên phận không phải người thông thường có thể đạt được lợi ích câu hỏi cuối cùng của họ thuần âm vô niệm tùy duyên thường hay hiện ra nhưng thời gian rất ngắn giống như tia sét lóe lên vậy xin hỏi làm sao để nó luôn ở trước mặt bạn có cái tâm mong muốn nó thường có thể hiện tiền thì nó sẽ không thường hiện tiền vì sao vậy đây là khi vô tâm đây là tình trạng gì khi trong tâm chúng ta chân thật buông xuống vọng niệm thì cảnh giới này hiện tiền nhưng cảnh giới này rất ngắn Giống như tia xét vậy Sau đó ý niệm lại khởi lên Đây có phải là cảnh giới tốt không? Nó thật ra Sau khi buông xuống là vô minh Khi tâm có ý niệm thì là vọng tưởng Khi không có ý niệm là vô minh Đều là sai cả Cho nên Phật dạy chúng ta niệm Phật Khi niệm Phật thì không có ý niệm gì cả bạn xem Các ngài không có vọng tưởng Nhưng có một câu A-di-đà Phật Các ngài lại không phải là vô minh Việc này rất tốt Phương pháp này rất hay Đến tương lai Chân thật một câu A-di-đà Phật Cũng không còn nữa Bạn có thể nhìn thấy Tướng Đại Quang Minh Đó chính là thật Đó chính là phá vô minh Phá vô minh thì thấy pháp tánh Vọng tưởng không kiến tánh Vô minh cũng không kiến tánh Phải biết cái điều này Bạn xem thiền định thế gian Chúng ta nói Tứ thiền bác định Vì sao tứ thiền bác định Không tính là tam mũi Nó là xã thọ Nó không phá vô minh Ý niệm gì cũng không có Tâm địa rất thanh tịnh Nhưng cái gì cũng không biết Tâm thanh tịnh Giống như một tấm gương vậy Phải soi chiếu cảnh giới bên ngoài Trong tâm kinh có nói Chiếu kiến ngủ uẩn dai không Bạn có chiếu kiến hay không Bạn không chiếu kiến gì thì không được rồi Không chiếu kiến là ở trong vô minh rồi Chiếu kiến mới là bát nhã phóng quan Trí huệ hiện tiền Đạo lý này nhất định phải hiểu Là những cảnh giới này câu hỏi thứ hai con ngồi thiền được hơn mười năm rồi hiện nay nhắm mắt ngồi thiền nhập định niệm kệ thì ý niệm thân tâm quay về không ý niệm thân tâm toàn là không vật vô hình trên trán hiển hiện vật vô hình và thế giới vũ trụ hợp thành một thể hết thảy vô tướng vô niệm vô phân biệt không cử động cái gì cũng không nghĩ đến phải mất một lúc mới có thể định thần lại khôi phục cảm giác nhưng trong cảnh giới đó thì không nhìn thấy gì cả cũng không có ánh sáng xin hỏi bước tiếp theo phải nên tu thế nào tốt nhất bạn hết thảy đều buông xuống thật thà niệm phật đây không phải là cảnh giới tốt vẫn là phải quay về thật thà niệm phật thì tốt bạn có nền tảng như vậy thì khi niệm phật tôi tin tưởng nhất định sẽ có cảnh giới tốt xuất hiện mà thôi nhưng cảnh giới xuất hiện cũng không được chấp trước cũng không nên nghĩ đến nó càng không nên đi tuyên truyền Vậy thì sai rồi Thật tha niệm Phật là được Câu hỏi thứ ba Kinh Vô Lượng Thọ nói Chúng sanh ở Tây Phương tịnh độ Tướng mạo không khác biệt Vì sao chúng sanh ở cõi đồng cư Cảm thấy thân nhỏ Của ứng hóa thân Phật Ở cõi thật báo thì cảm thấy Thân lớn của báo thân Phật Thân lớn hay thân nhỏ Tự bạn đã nói ra đáp án ở trong đó rồi Là cảm thấy Trên thực tế có hay không? Trên thực tế không có Tâm lượng lớn Thì bạn sẽ gặp được Phật lớn Tâm lượng nhỏ Thì bạn sẽ gặp được Phật nhỏ Đến thế giới Tây Phương cực lạc Vì Phật mà mỗi người thấy được Chân thật là không như nhau Phật không có lớn nhỏ Phật cũng không có hình tướng Hình tướng từ đâu mà đến vậy? Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Bạn nhất định phải hiểu nguyên lý này Sau khi hiểu được nguyên lý này rồi Thì lớn cũng tốt, nhỏ cũng tốt Bạn sẽ hết thảy đều không chấp trước nữa Tâm thanh tịnh của bạn hiện tiền Còn có phân biệt, còn có chấp trước Nói lời thật là ở trình độ tu hành tiến bộ rất chậm. Không có phân biệt không có chấp trước thì tiến bộ rất nhanh, nâng cao rất nhanh. Tiếp theo câu hỏi thứ tư. Tướng có thể không sự có lý không? Xin hỏi chữ không đều giải thích là không tịch phải không? và nên lý giải sự có lý không như thế nào vấn đề này khi giảng kinh chúng tôi đã nói rất nhiều lần nếu nói cho rõ ràng cho bạn thì phải mất thời gian tương đối dài những việc này không những trên kinh phật ba nghìn năm trước phật giảng đã rất thấu triệt nhà khoa học hiện nay cũng đã phát hiện ra rồi cho nên chúng ta không thể không bội phục ngài tướng có thể không sự có lý không nhà khoa học đã phát hiện ra rồi phát hiện gì vậy vật chất là tướng vật chất từ đâu mà đến từ trong không sanh ra có cái có thể sanh ra vật chất là không điều này được họ nhìn thấy rồi thế nhưng hiện tượng được sanh ra này thời gian tồn tại của hiện tượng vô cùng ngắn tạm có lẽ tính ra khoảng một phần dạng dây cách tính như vậy nhanh hơn tia sét vừa xảy ra thì lập tức không còn nữa chúng ta nhìn thấy tướng phần gì lời nhà khoa học nói rất có đạo lý gọi là tướng tương tự tương tục Tướng trước tương tự với tướng sau Tuyệt đối không như nhau Các biệt rất nhỏ Tướng mà chúng ta nhìn thấy ở đây là Tướng tương tự tương tục Đúng thật là không tồn tại Sát na sanh diệt Cho nên nói với bạn là có tướng Còn thể, thể chính là tánh Không có tự tánh Sự có, lý không sự cũng là sự tướng Với ý nghĩa phía trước là như nhau Lý, lý thể thì không có Bạn hiểu rõ đạo lý này rồi Thì bạn đối với dạng sự, dạng vật Ở trước mắt có thể buông xuống được Bạn sẽ không chấp trước chúng nữa Sẽ không khởi vọng tưởng, không chiếm đoạt nữa Vì sao vậy? Chiếm không được Bao gồm thân thể Thân thể cũng là giả Cũng là tương tự, tương tục ta có một niệm trước với ta có một niệm sau không phải là một chúng ta đến nơi này cái ta khi bước vào giảng đường và cái ta khi rời khỏi giảng đường không phải là một không biết đã thay đổi bao nhiêu rồi việc này tôi có thể nghiệm khi tôi còn trẻ thích nhiếp ảnh tôi đi đây đi đó mấy mươi năm rất thích chơi máy quay phim nhỏ chính là máy quay tám ly là loại phim ảnh rời Tôi tự mình quay Tự về nhà rửa phim Cả bộ thiết bị đều có đủ Từ chỗ này thể hội được gì Thể hội được Tướng là hư vọng Bạn xem thí dụ nói Chúng ta ở nơi này cùng nhau học tập Học tập một giờ đồng hồ Bạn dùng tấm phim để chiếu Chiếu từng tấm từng tấm Mỗi tướng so với mỗi tướng đều không như nhau bạn hiểu được đây là giả Không phải là thật thì nữa chúng ta ở đây một giờ là tướng tương tục Điện ảnh là rất sơ sài Rất dễ phát hiện Một giây Có 24 tấm hình Là một giây Một cuộn phim chỉ có 4 phút Trước đây là tôi nghiên cứu cái này 40 phút Một băng có 10 cuốn Mười cuốn liên tiếp nhau mới là 40 phút Mới chiếu ra được 40 phút Mỗi một tấm không như nhau Bạn mới hiểu được hình ảnh này của chúng ta là từng tấm từng tấm một Giống như đang chiếu màn ảnh vậy Từng tấm nối tiếp từng tấm Mà trên thực tế ở trong Kinh Nhân Vương Phật có nói tốc độ nhanh cỡ nào Phật nói một khẩy móng tay Một khẩy móng tay có 60 sát na một sát na là thời gian bao lâu Là một phần sáu mươi khẩy móng tay Ngay trong một sát na có chín trăm lần sanh diệt Chính là hiện tướng giống như màn trập của máy quay phim của chúng ta vậy Chín trăm lần trập ống kính Cây khẩy móng tay của chúng ta khẩy rất nhanh Tốc độ giống như vậy Một giây có thể khẩy được bốn lần bốn nhân với sáu mươi rồi nhân với chín trăm vừa đúng bằng hai trăm mười sáu ngàn sanh diệt đó là trong một phút phật nói với chúng ta hiện tướng sanh diệt của hiện tướng vật chất có bao nhiêu hai lần mười dạng là hai trăm mười sáu ngàn lần sanh diệt chúng ta làm sao mà nhìn ra được nó là giả chứ chiếu lên màn bạc điện ảnh là một giây hai mươi bốn tấm chúng ta đã bị nó lừa rồi Giống như thật vậy Hiện tại chúng ta là một giây Là 216.000 lần sanh diệt Bạn hiểu đạo lý này Thì vấn đề này bạn đã sáng tỏ rồi Cho nên Phật nói Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Bạn hà tất cho là thật chứ Nếu bạn không cho là thật Thì ở trong hiện tướng bạn rất vui sướng Không có gì là không tốt nếu bạn cho là thật thì phiền não của bạn sẽ khởi lên bạn sẽ trải qua rất khổ phải nên biết toàn là giả không có gì là thật điều này phải nhìn thấu trên kinh kim cang nó là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bạo ảnh làm sao bạn có thể xem là thật được chứ bạn phải hiểu rõ đạo lý này nhân sanh phật thường hay nói thứ mang đi được thì cần phải nỗ lực thứ không mang đi được hết thảy đều buông xuống thứ mang đi được là gì là nghiệp bạn mang theo thiện nghiệp thì đi đến ba đường thiện mang theo ác nghiệp thì đến ba đường ác cho nên cởi tâm động niệm của chúng ta ngôn ngữ tạo tác thì phải tuyệt đối lưu ý tuyệt đối không tạo ác nghiệp nhất định không hại người người hại ta ta không hại họ người thông thường nói bị thiệt thòi người xưa nói thiệt thòi là phước Thiệt thòi gì sao lại là phước Bây giờ chịu thiệt thòi Tương lai nơi ta sanh đến là tốt Tâm ta thiện Ta không có ác niệm Nhất định sẽ sanh đến nơi rất thiện coi tâm báo thù Thì thì bạn rơi xuống rồi Bạn có báo thù Có oán hận Thì nhất định sẽ rơi xuống thấp Thường tịnh thuần thiện Sẽ đi lên trên Nếu mang theo niệm ác Thì bạn sẽ rơi xuống đọa lạc Cho nên thiệt thòi là phước người chịu thiệt thòi có đại phước báo người không chịu thiệt thì không có phước phải biết cái điều này trong đây có đạo lý của nó câu hỏi thứ năm lìa được bốn tướng rồi thế giới là như thế nào cũng chính là nói chúng ta dùng tâm gì để cảm thụ hoàn cảnh vì sao khi con không khởi tâm động niệm đối diện với cảnh giới giống như kẻ khờ khạo vậy không biết đối mặt với tình trạng lúc đó như thế nào sự khờ khạo này là du minh không phải là bạn không khởi tâm động niệm bạn vẫn là khởi tâm động niệm khởi tâm động niệm là động niệm gì khởi một ý niệm tỉnh khởi tâm động niệm có hai loại một loại là động một loại là tỉnh bạn khởi tâm động niệm là động cái ý niệm tỉnh đó. Động tỉnh. Là cánh cửa thứ nhất. Bạn phải tu định vừa bắt đầu động ý niệm thì phải xả sạch, sau đó ý niệm tỉnh cũng xả luôn. Bạn trụ ở trong tỉnh, bạn vẫn là rơi vào bên trong cánh cửa thứ hai. Vậy thì không được. Bạn xem trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói cho chúng ta Sáu cánh cửa Đến sau cùng cửa không cũng không có Bạn vẫn có cái không Trong tâm trụ ở chỗ không Bạn vẫn là có thứ gì đó Không phải là không có Bạn vẫn là khởi tâm động niệm Vẫn là có phân biệt chấp trước Bạn chấp trước không Bạn chấp trước vô Cho nên Cũng không lìa khỏi Đây là hiểu lầm Đây là sai lầm Dùng loại công phu này mà thành tựu Hiện nay là vô cùng khó khăn Thời kỳ mạt Pháp Dùng loại công phu này mà thành tựu Thì đây là tham thiền Gọi là phá ba cánh cửa là tham thiền Trên thực tế một cánh cửa là hai tầng Động tĩnh là một cánh cửa Cho nên thành tựu của thời kỳ mạt Pháp Chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ những tầng bậc cảnh giới này đến thế giới cực lạc mới tu ở nơi này tạm thời buông xuống Nhất tâm cầu sanh tịnh độ Vậy thì đúng rồi, chính xác rồi Câu hỏi tiếp theo xin hỏi Chữ thức trong duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Rốt cuộc là sự việc như thế nào Làm sao giữ được thức bất biến Để cho tâm vĩnh viễn trụ Ở trong a di đà Phật Hiện tại bạn cứ nhất tâm niệm a di đà Phật là được rồi bạn đừng khởi những vọng tưởng này Vừa nghĩ đến duy tâm Vừa nghĩ đến duy thức Thì đã phá hoại đi công phu niệm Phật của bạn rồi Chỉ cần bạn niệm Phật thành tựu Đến thế giới Tây Phương cực lạc Những vấn đề này bạn tự nhiên sẽ thông đạt rõ ràng Câu hỏi tiếp theo Con là một nhân viên công nghệ Khi tiến hành công việc nghiên cứu khoa học Làm sao có thể làm vô trụ sanh tâm xin hỏi nghiên cứu khoa học và tư duy khoa học có phải là vọng tưởng phân biệt chấp trước hay không ạ à? đúng vậy bạn phải đem vọng tưởng phân biệt chấp trước hết thảy đều buông xuống thì làm được vô trụ sanh tâm không buông xuống được những thứ này thì vô trụ cũng không có sanh tâm là sanh tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước Chân thật vô trụ sanh tâm Đó là tâm đại bồ đề Cái đó so với cảnh giới hiện nay của chúng ta Là hoàn toàn không giống nhau Cái sanh tâm đó chính là như chúng tôi thường nói là Cảm ứng với chúng sanh mười pháp giới Sanh tâm là cảm ứng Chúng sanh có cảm Tự nhiên sẽ có ứng Cái ứng này chính là giúp đỡ hết thảy chúng sanh đó gọi là phổ độ chúng sanh. Câu hỏi tiếp theo, con đang làm trong ngành kiểm dịch và phòng hộ rừng. Một khi phát hiện ra giường ươm, sưởng mọc, có côn trùng gây bệnh, có tính chất nguy hiểm, y theo pháp luật quốc gia thì phải giám sát các doanh nghiệp giường ươm, sưởng mọc. Để thiêu trùng Hoặc đánh thuốc sát hại chúng Loại công việc này Thì một mặt phải chấp hành pháp luật Bảo vệ cây cối Một mặt lại phải sát sanh Con phải nên làm thế nào Bạn phải có tính tâm kiên định Không được có mấy may hoài nghi Những côn trùng gây bệnh này chúng vốn dĩ cũng là phật nghiệp chướng quá nặng mới đầu thai vào cái thân đó bạn phải khai thị cho chúng thật tốt phải khuyên chúng niệm phật giảng sanh không nên tạo nghiệp này nữa chúng sẽ hiểu chúng sẽ rời đi cho nên cây cối của bạn cũng đều được bảo tồn côn trùng gây bệnh cũng không cần giết chúng lấy cái thí dụ này chúng ta thu nhỏ vấn đề này lại giống như chúng ta trồng rau có côn trùng gây bệnh chúng ăn sạch rau của bạn ở núi cổ tấn malaysia Chúng tôi cũng có đồng tu Ông ấy ở bên đó Xây dựng một sân gót rất lớn Đất đài có khoảng 5.000 mẫu anh Thật sự là rất lớn 5.000 mẫu anh Một mẫu anh là hơn 4.000 mét vuông Là 5.000 lần của 4.000 mét vuông Đất đai lớn đến như vậy Trong đó có dương rau rất lớn Ông ấy nói với tôi Ông không sát sanh Ông ăn trường chay Năm đầu tiên trồng rau ở trong đó 95% bị côn trùng ăn sạch Kiên trì không sát xanh Đến năm thứ hai Những côn trùng đó Rất khách khí đối với ông Ăn một nửa thôi để lại cho ông một nửa Tôi lên núi xem Là năm thứ sáu rồi Năm thứ sáu đi xem rau đó Thì vô cùng là khách khí Đại khái chỉ ăn có khoảng 5 cũng là nói một phần hai mươi Hai mươi phần thì để cho ông ấy mười chín phần Côn trùng chỉ ăn một phần mà thôi Cho nên ông rất hứng khởi mà kể với tôi Trải nghiệm trong sáu năm này Về vườn rau của ông Sau đó tôi nói với ông Tôi nói Ông đối với những côn trùng này Phải phát Phật hiệu cho chúng nghe Dùng máy niệm Phật phát Phật hiệu Ở trong vườn rau Côn trùng đúng thật không còn nữa Ra phát triển vô cùng tươi tốt Chúng tôi ở Úc Chúng tôi dùng phương pháp này Nói chuyện với các loại côn trùng nhỏ Chúng sẽ không ăn của chúng tôi nữa Rau chúng tôi trồng có một luống rau Chỉ định phạm vi đó cúng dương cho các vị Những nơi khác không được đụng vào Chúng rất nghe lời Chim nhỏ đến ăn trái cây Chúng tôi cũng là như vậy Cây ăn trái rất nhiều Chỉ ra một số cây Một số cây này chuyên môn cúng dường cho các vị Những cây khác không được đụng vào Chúng rất hợp tác Bạn phải dùng tâm chân thành Để mà câu thông với chúng Chim rất nhiều Bình thường chúng tôi đều mua thức ăn cho chim Để cho chúng ăn Cho nên chim không ăn thực vật của chúng tôi Quyết không gây hại những thứ mà chúng tôi trồng Chúng tôi trồng rất nhiều bắp đó đều là thứ chim rất thích ăn Nhưng chúng đều không ăn Khi không có thức ăn cho chim Thì chim bay loạn xạ Bay rất thấp Bay qua trước mặt Thì hiểu là chúng muốn ăn rồi Nên nhanh chóng lấy thức ăn cho chúng Mà cúng dường chúng Cho nên những côn trùng nhỏ Động vật nhỏ này ruồi mũi kiến dáng Đều có thể câu thông Bạn phải dùng tâm chân thành Tâm từ bi Chúng cũng là chúng sanh giống như chúng ta Điều quan trọng nhất là phải tôn trọng chúng Chúng tôi đều gọi chúng là Bồ Tát Bồ Tát chim nhỏ, Bồ Tát trùng nhỏ Chúng rất vui Họ đều gọi mình là Bồ Tát Không thể dùng tâm tổn hại Vì không tốt rồi Đó là oan oan tương báo Cho nên người nông dân dùng thuốc trừ sâu Càng ngày càng nhiều Chính là oan oan tương báo Đến sau cùng làm cho nông sản không thể ăn Con người cách gì ăn cũng trúng độc Hàm lượng thuốc trừ sâu đã quá lớn rồi Đi bằng chân thật cúng dường chúng Không được tổn hại chúng Câu hỏi thứ 9 Có phải là nhìn thấy thức ăn Đều có thể Niệm chú biến thực chân ngôn Biến thực chân ngôn không phải là bình thường niệm Biến thực chân ngôn là cúng dường cho quỷ thần Dùng biến thực chân ngôn Chúng ta cúng dường những côn trùng nhỏ này Thì không được dùng biến thực chân ngôn Biến không ra được Chúng thật sự muốn ăn Thì không biến ra được Đối với quỷ thần thì có thể Không phải là bình thường Phải biết cái điều này Câu hỏi tiếp theo Xin hỏi trong đạo tràng Tiền dư sau khi làm tượng Thích Ca Mâu Ni Phật Có thể dùng để làm tượng Phật khác được không? Có thể được Tiền cúng trai đàn dư ra nhiều Có thể chuyển sang dùng để xây chùa không? Thí dụ chỉ định một bộ kinh nào đó Nhưng tiền cần thiết để in kinh này rất ít Có thể chuyển sang in ấn kinh khác không? In kinh là như thế này Tốt nhất Phật dạy chúng ta chuyên dùng riêng từng khoản tiền Không dùng vào việc khác Đây là như Pháp nhất nhưng mà Pháp mà Phật đã chế định Cũng không phải là cố định Không thay đổi Phật Bồ Tát thông tình đạt lý cho nên chúng ta tuân thủ quy củ của các ngài Thỉnh thoảng xem tình hình cần thiết thì có thể được Giống như Đại sứ Ấn Quang Cả đời tiếp nhận cúng dường của tứ chúng Toàn bộ đều làm in kinh Ngài không làm việc khác Nhưng khi gặp có tai nạn hạn hán lũ lụt Ngài đem tiền in kinh chia ra một phần để cứu tai nạn Các tổ sư đại đức Làm ra tấm gương như vậy Chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội Phải xem xét thật kỹ tình hình vận dụng một cách khéo léo Điều quan trọng nhất trong đây là không được dùng vào tư tâm tội lỗi đó rất nặng dùng vào lợi sanh dùng vào chánh pháp thì đều có thể được đó gọi là người đồng tâm ấy tâm đồng lý ấy Tiếp theo là câu hỏi thứ 11 Lão Pháp Sư nói đến Không hủy bán quốc chủ Quốc chủ chính là người lãnh đạo đoàn thể Nếu lãnh đạo tham ô nhận hối lộ Chúng con có thể trình báo không? Sự việc này Chúng ta phải biết Dụng ý khi Thế Tôn lập ra Pháp Giới luật Mỗi điều giới luật Đều có nhân duyên tạo ra giới luật đó Vì sao Ngài phải chế ra giới luật này Cho nên trì giới phải hiểu Khai trì giá phạm Khi nào Ngài khai duyên Khai giới thì không phải phạm giới khi đang khai mà bạn không khai thì làm phạm giới Khi đáng trì mà bạn không trì thì phạm giới Cho nên giới là linh hoạt Phải nghiên cứu giới luật nếu chiếu theo điều này để đi làm Mà hoàn toàn không hiểu Thì đó là chết cứng trong giới điều Như thì sai rồi Quốc chủ là lãnh đạo của một đoàn thể Người lãnh đạo nhất định phải nhận được Sự tôn kính của đại chúng Thì đoàn thể này mới có thể tốt nếu bạn hủy bán mọi người không tôn kính họ nữa thì đoàn thể này bị phá hoại rồi người lãnh đạo đất nước là một hình tượng rất lớn đối với đất nước nếu họ thường bị hủy bán người lãnh đạo quốc gia sẽ không được sự tôn kính của nhân dân sự oai nghiêm của họ không còn nữa xã hội này nhất định sẽ loạn nếu xã hội an toàn xã hội có trật tự nhất định phải tôn trọng người lãnh đạo Đoàn thể lớn nhỏ đều như vậy Đạo lý là ở chỗ này Cho nên đây là Vì sao không được quỷ bán quốc chủ Họ làm việc sai Tự nhiên sẽ có pháp luật phân xử họ Họ phải chịu trách nhiệm nhân quả Không cần chúng ta nói Từ khi là tội cực nặng Nguy hại đến an toàn xã hội Nguy hại đến quốc gia dân tộc Đây là điều bất đắc dĩ Đây gọi là đại nghĩa diệt thân Nếu không đến mức độ này Thì phải nhẫn nại Cho nên điều này phải xem xét tình hình Không được Tùy tiện làm Chúng ta không có loại trí huệ này Không có trí huệ lớn như vậy Thì vẫn là tuân thủ Giáo huấn của Phật là chính xác Nơi thật ra Chúng ta nói nhân quả Nói cảm ứng Chính là lấy Phật môn ra Để nói Người lãnh đạo Phật môn Nếu nói thật ra Đối với Phật Pháp Có gây tổn hại nghiêm trọng Không cần bạn phải đi Tố cáo Không cần Thần hộ Pháp Sẽ chuyển họ đi Là thật Một chút cũng không giả Thần hộ Pháp Ở nơi đó hộ trì Họ không muốn đi Hộ pháp sẽ khiến họ sanh bệnh Hoặc là khiến họ gặp phải khó khăn gì đó Họ không đi không được Cách này hiệu quả hơn bất cứ cách gì Lại không phá ngoại nhân tình Chúng tôi đã từng gặp được Khi chúng tôi vừa mới xây dựng Quỹ giáo dục Phật Đà ở Đài Bắc Trong đó có một người Khi đến thì rất tốt Chúng tôi cảm thấy ông ta học Phật rất lâu rồi Đến sau cùng không giữ quy củ Ở trong đó làm cho tâm mọi người đều bất an Tổng cán sự của chúng tôi là cư sĩ giảng phong văn Đã hỏi tôi phải làm sao Tôi nói đừng đụng vào người này Tính cách của ông ta rất ngạo mạn Đắc tội với ông ta Tương lai kết oán thù Thì phiền phức lắm Không nên đụng vào Ông ấy hỏi phải làm sao Tôi nói mỗi ngày Cầu thần hộ pháp mỗi ngày lại bồ tát vi đà sự việc giao cho các ngài xử lý kết quả sau một tháng ông ấy đến từ chức giảng cư sĩ nói thật có hiệu quả ông ta đã muốn đi rồi ông nói phải làm sao bây giờ tôi nói ông cứ chấp thuận đừng giữ ông ta lại là được rồi tôi nói chấp thuận đi để ông ta ra đi bạn xem ông ấy cũng đã rời đi rồi lại không mất mặt đến được đi được có hiệu quả chúng ta gặp phải sự gì khó khăn này viết ra vấn đề khó khăn để ở dưới chân phật bồ tát giao cho phật bồ tát xử lý không gì tốt bằng thật sự có hiệu quả cho nên chúng ta phải có tính tâm kiên định tin tưởng phật bồ tát phía dưới còn có hai trang nữa còn có mười mấy câu hỏi chúng ta để lại Thứ sáu tuần tới sẽ trả lời tiếp Đề mục hôm nay quá nhiều rồi 70 đề mục được rồi a di đà Phật Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tây cư sĩ A móc gmail.com Người đọc Hạnh Quang Phát tâm cúng dường Do nhóm đầy tử quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực nam mô a di đà phật